Dầu khí là nguồn tài nguyên quý giá, không thể tái tạo và không thể thiếu đối với mọi quốc gia. Dầu khí ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế toàn cầu và là công cụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đây là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo khoa học với chủ đề Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vai trò của ngành dầu khí do Bộ biên tập tạp chí Cộng sản, Ban kinh tế Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN phối hợp tổ chức. Tại hội thảo với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các nhà khoa học, các chuyên gia đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm làm sáng tỏ hơn những vấn đề xung quanh an ninh năng lượng, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ đó, cơ sở kiến nghị bổ sung vào dự thảo văn kiện trình đại hội 8 của Đảng với những nội dung về vai trò của ngành dầu khí trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia ở Việt Nam. Hội thảo tập trung thảo luận những nhóm vấn đề chính như làm rõ vai trò của năng lượng và việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vai trò của ngành dầu khí trong bảo đảm an ninh năng lượng trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đánh giá tổng quan ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Bắc Hồ 23 tháng 7 năm 1959, 23 tháng 7 năm 2019 trong đó làm rõ vai trò của ngành dầu khí trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đề xuất những định hướng giải pháp và kiến nghị cụ thể đối với đảng nhà nước trong việc xác định vị trí vai trò của ngành dầu khí trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa và xu hướng phát triển năng lượng mới năng lượng tái tạo trên thế giới